bình luận, cập nhật, phân tích với chủ đề là Biển Đông và an ninh khu vực trong bối cảnh của mùa Covid-19. Và các khách mời tham gia chương trình hôm nay thì chúng tôi xin trân trọng được giới thiệu có giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, là nhà nghiên cứu phân tích chính trị và băng giao quốc tế đấy, từ Đại học George Mason Hoa Kỳ. Ngoài ra chúng tôi còn có sự tham gia của giáo sư Ngô Vĩnh Long, ông là nhà nghiên cứu về sử học đấy, và cũng như là nghiên cứu về Trung Quốc học tại từ Đại học Maine của Hoa Kỳ. Ngay lập tức đấy thì chúng tôi xin được mời quý vị nghe cái bình luận từ phía của giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng về tình hình Biển Đông và khu vực. Xin kính mời ông. Thưa ông, về vấn đề thường khu thì chúng ta thấy gần đây có cái động thái là Trung Quốc nó mới lập ra hai cái huyện mới, và nó đây tên là Nam Sa và Tây Sa. Thì những cái đó là chúng ta thấy mấy ngày vừa rồi đã thì có nhiều bình luận cho thấy là đây là một cái sự là nó tìm cách nó chính danh, nó chính thức hóa cái một cái bước tiến của nó. Cái sự mà gọi là cái đặt tên này nó có tính cái biểu tượng, nó nói là như vậy, là nó tức là nó tên là nó có Tây Sa để chỉ huy tất cả đảo, quản lý tất cả các quần đảo Tây Sa, mà Nam Sa đặt quản lý tất cả quần đảo Nam Sa, những cái tên đó đều tên Trung Quốc gọi cả. Thế thành ra vì thế đã có những cái sự phản đối lại nhớ tiểu, thì chúng ta thấy là Mỹ cũng phản đối, Việt Nam cũng phản đối rất mạnh. Thế đó là những hiện nay nó là như thế. Vâng. Chúng tôi xin cảm ơn ông Nguyễn Mạnh Hùng. Đấy. Và thì bây giờ thì chúng tôi lại xin mời giáo sư Ngô Vĩnh Long từ Đại học Maine đấy, để mà có cái ý kiến, cái quan sát của mình. Xin kính mời giáo sư Ngô Vĩnh Long. Vâng, cái tuyên bố gần đây của Trung Quốc là giống như là xin lỗi, giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng nói là muốn thách thức các nước trong khu vực và muốn tạo ra là mình có chủ quyền, nhưng mà vấn đề này là hoàn toàn sai và hoàn toàn ngược lại với luật biển, cũng như là cái hồi mà năm 2016 là tòa án đã tuyên bố rằng là Trung Quốc không có chủ quyền gì ở trong khu vực Biển Đông. Vâng, thưa giáo sư Ngô Vĩnh Long, còn các cái động thái mới nhất mà ông có thể quan sát thấy được hiện nay trên Biển Đông đấy, ví dụ như chuyển động của Trung Quốc hay là chuyển động của Việt Nam và các nước ASEAN đấy, rồi thì chuyển động có thể là của Hoa Kỳ hay Úc, thì nó như thế nào, xin ông có thể chia sẻ thêm. Tuy Trung Quốc thách thức, nhưng mà tôi thấy lần này thì ngoài Việt Nam phản ứng mạnh thì cũng có sự đồng tình của một số nước ở trong khu vực như là Philippines, như là Mã Lai, và ngoài khu vực thì Mỹ và các nước khác cũng đã có một số phản ứng. Thì tôi nghĩ rằng là Trung Quốc thăm dò, nhưng mà Trung Quốc không ngờ rằng là mặc dù các cái nước trong khu vực và các nước bên ngoài đang bận tâm về đại dịch COVID-19, họ cũng thấy rằng vấn đề an ninh chung là vấn đề rất là quan trọng. Vâng, xin cảm ơn ông giáo sư Ngô Vĩnh Long. Bây giờ thì chúng tôi có ngay một cái câu hỏi ở đây ấy, của một quý vị gửi cho giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, là thưa giáo sư, quý vị này nói là Phạm Mạnh Hùng, không phải là giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng. Công hàm của Thủ tướng Phạm Văn Đồng gây khó khăn gì trong đấu tranh pháp lý của Việt Nam? Thật sự thì nếu mà về Trung Quốc thì nó bám lấy cái đó, nó bảo là ở Việt Nam đã công nhận những cái điều khoản của nó rồi. Nhưng ngược lại chúng ta đây có một số những cái sự kiện cho thấy là Việt Nam cũng tương đối thay đổi. Ngày xưa khi ông Dũng, ông còn làm thủ tướng ấy, thì ông cũng đã nói là ông nói rõ rằng là cái vấn đề cái Hoàng Sa lúc bây giờ là dưới sự quản lý của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Ngày thường thường thì Việt Nam gọi chính quyền đó chính quyền ngụy quyền, nó không có cái gì cả. Nhưng bây giờ ông chứng nhận nó là có, và như vậy có nghĩa là ông bảo nếu mà là do Việt Nam Cộng Hòa quản lý đó thì cái công hàm Văn Đông tự nó không có hiệu quả gì cả. Bởi theo cái quan điểm mà nếu mà gọi là chuyển quyền từ chính phủ này đến chính phủ khác thì cái chính phủ miền Bắc khi lãnh thêm cả miền Bắc ở Nam thì lãnh theo cả những gọi là tiêu sản và tích sản, những quyền lợi và nghĩa vụ. Thì với nếu theo quan điểm chính phủ Việt Nam Cộng Hòa thì miền Bắc chỉ lấy qua Việt Nam Cộng Hòa thừa, tức là inherit,
là thừa hưởng cái của Việt Nam vào, và do đó cho nên họ không chịu trách nhiệm, bởi Việt Nam cũng có không nghĩa vụ thì ông cũng có nghĩa vụ. Đặc biệt là bây giờ đó, chúng ta thấy rõ rệt ở trong tại Liên Hợp Quốc có cái văn bản rõ rệt lúc ngày tháng Giêng năm 1974 đó, thì xảy ra cái vụ đó, thì ông ngoại trưởng của Việt Nam Cộng Hòa là ông Vương Văn Bắc đã viết văn thư cho ông Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc và yêu cầu đưa cái vấn đề này ra Hội đồng Bảo an, và kết án là ông Việt Nam Cộng Hòa là ông kết án Trung Quốc là aggression, tức là xâm lấn Việt Nam. Thế thành ra vì thế cho nên đó, những cái căn bản đó là những căn bản đã có ở trong Liên Hợp Quốc rồi, và theo luật hiến pháp thì ở tập luật pháp quốc tế thì nó cũng đúng, cho nên thì đã có những động thái đó. Tuy nhiên là bây giờ thì chúng ta chưa thấy tiếp tục, từ hồi mà ông Dũng nói câu đó thì sau này chúng ta không thấy gì cả. Vâng, xin cảm ơn giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng. Thế còn không biết là giáo sư Ngô Vinh Long từ Đại học Maine ấy, thì ông có bình luận gì thêm hay không ạ? Xin mời ông. Vâng, tôi xin nói thêm về cái công thư của Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Công thư của Thủ tướng Phạm Văn Đồng lúc đó là ủng hộ cái vấn đề là có một cái nghĩa là xung quanh các cái nước hay xung quanh các quần đảo thì được 12 hải lý thế thôi, chứ không phải là chấp nhận rằng là Trung Quốc là có chủ quyền ở Hoàng Sa. Mà cũng giống như là giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng vừa nói lúc nãy á, thì cái vấn đề này nó không có đụng chạm gì đến cái vấn đề là chủ quyền của Hoàng Sa là của Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa. Ngoài ra đó thì cái việc này là chỉ là một công thư của một thủ tướng công nhận cái vấn đề ở trên biển thôi, rồi vấn đề 12 hải lý, nhưng mà cái đó không được chính phủ Việt Nam, trong đó có quốc hội, trong đó có chủ tịch nước, là Trung Quốc không có thể dùng cái công thư này mà nói là Việt Nam đã nhường nhượng chủ quyền ở Hoàng Sa cho Trung Quốc. Vâng, từ phía của Hoa Kỳ đấy thì giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng có bình luận sao đấy về các cái động thái, các cái phản ứng của chính quyền của Tổng thống Donald Trump, rồi thì từ các cái nhánh như là bên ngoại giao hay là từ bên bộ quốc phòng. Xin mời giáo sư. Về phản ứng của phía Mỹ đấy, thì chúng ta thấy là mình thấy là có sự tương đối, có sự đồng thuận, là phản ứng tương đối mạnh hơn. Từ ít lâu nay chúng ta thấy có rất nhiều áp lực với ông Tổng thống Trump là phải làm mạnh hơn với Trung Quốc. Và chúng ta thấy là ngay cả trợ vượng xử lý cái vụ Covid-19, ông cũng khen, lúc bắt đầu ông khen ông Tập Cận Bình là xử lý hợp lý. Rồi cái vụ Hồng Kông cũng khen. Tức là cái mục tiêu của ông Trump là ông không có muốn tranh chấp nhiều với Trung Quốc, mà ông chỉ muốn giải quyết vấn đề thương mại thôi, bởi vì ông giỏi về vấn đề đó, ông chú trọng đến vấn đề đó. Và quan trọng nữa là ông cũng muốn về vấn đề, nghĩa là chúng ta, ông ấy muốn tranh cử nhiều lắm. Thành ra chúng ta thấy gần đây có vài những trường hợp như là ông ấy nói là ông Bắc Hàn, ông ấy cho gửi cho ông cái thư rất là thân thiện, thì Bắc Hàn cự nợ ngay, nó bảo không có chuyện đó. Và nó bảo là ông không nên dùng cái đó để cho mục tiêu cá nhân của mình hay mục tiêu chính trị ích kỷ của mình. Thì ông đã, vì thế cho thấy là ông ấy đã cố gắng tìm những cái gọi là những cái thắng lợi ngoại giao để củng cố cho cái địa vị cái tranh cử của ông ấy. Nhưng mà trong ngược đó lại, thì trong khi đó thì chúng ta thấy là về phía áp lực của những nhà có quan niệm chiến lược của Mỹ đó, nó rất mạnh. Quốc phòng cũng không đồng ý như vậy, nhưng nhất là lực lượng hải quân thì rất tuyên bố rất mạnh dạn. Thêm bây giờ là chúng ta thấy là một số những nhà chiến lược gia, rất nhiều chiến lược gia ở trong các trung tâm nghiên cứu của Mỹ cũng chống được cái việc cũng coi Trung Quốc là cái điều là cái kẻ thù. Mà chúng ta thấy là ngay cả cái gọi là sách lược quốc phòng của Mỹ cũng nhận diện Trung Quốc là một kẻ cạnh tranh chiến lược của Mỹ. Rõ ràng bây giờ phía quốc hội, ngay cả phía bên một số người ở trong Đảng Cộng Hòa đó, cũng đòi đối cứng rắn với Biden Đông. Thế nhưng vì đó cho nên chúng ta thấy là Mỹ thì có bây giờ có thái độ những tuyên bố cứng rắn nhiều hơn lợn. Thí dụ, nhưng mà những tuyên bố đó phần lớn là đưa từ hoặc là ông ngoại trưởng hoặc là ông phó tổng thống. Chứ ông tổng thống thì ông vẫn còn giữ lại một cái liên hệ nào đó mà ông gọi ông Tập Cận Bình, người bạn tốt của tôi, để ông muốn làm những cái gọi là cái deal, những cái tương thuyết nào khác. Thành ra ở Mỹ thì chúng ta thấy là thứ nhất là chúng ta có tăng, nhưng mà thứ hai chúng ta thấy có cái sự căng thẳng
và giữa một bên là muốn tăng, một bên không muốn tăng. Và trong khi đó thì chúng ta vì thế cho nên chúng ta thấy là cái phía Mỹ chưa có những hành động có thể trông động rất là quyết liệt. Nhưng mà tuy nhiên chúng ta thấy như ban nãy tôi nói đó, là có những triệu chứng chứng tỏ là đã mạnh hơn. Là thí dụ như cái vụ là nhân cái vụ tàu Hải Dương đó, thì Mỹ lấy cớ đi tập trận với Bắc mới Úc đưa cái tàu mà lại đi theo sát cái vùng Cần Mã Lai, đảo Lingonia là cái nơi tàu Hải Dương nó đi lờn vờn ở đó. Thế rồi chúng ta thấy là cũng có phối hợp với Úc, thành chúng ta thấy có những cái tín hiệu đó rất tốt. Và cái đó tốt tốt thì nó cũng có cái hai cái challenge nữa, là nếu mà thực sự đó Mỹ muốn làm đó, thì cái việc mà Mã Lai đó, nó được khai thác dầu ở cái vùng đó mà tàu Trung Quốc lờn vờn ở vùng đó và tàu Mỹ đã đi theo cái tàu đó, như vậy là tức là cũng gần như là tương đối là hỗ trợ cho cái vấn đề của Mã Lai. Thế bây giờ còn một số những cái đảo của Việt Nam mà về sau nó bị rút đi, thí dụ tàu Repsol như Exxon chẳng hạn, nếu mà Mỹ thực tình muốn làm thì bây giờ nguyên tắc là như thế này, là Mỹ vẫn nói nguyên tắc là theo luật pháp quốc tế, luật quốc tế là điều công ước quốc tế năm 1982, thì Trung Quốc hoàn toàn không có những quyền lợi, những cái chủ quyền như thế. Và như vậy thì ít nhất về phương diện khai thác những cái mà thuộc về những phần đảo hay phần đất liền mà phần đất continental shelf đó, mà thuộc về chuẩn quốc gia nào thì quốc gia đưa được khai thác, thì Việt Nam có một số khai thác như vậy ở trong cái lĩnh vực của mình chẳng hạn, như cá voi xanh chẳng hạn. Như vậy nếu mà Mỹ thực sự muốn làm như vậy thì tuyên bố là theo luật pháp quốc tế, và theo luật pháp quốc tế thì những nước này được quyền như thế này. Thế bây giờ đến nhân thứ tiện mà cái vụ Covid này đó, thì các nước cái tàu hỏa nó sập tiệm nhiều lắm. Thế thì vì thế cho nên sở dĩ cái tranh chấp mà là một phần trong phần tranh chấp ngoài cái tách có cái biểu tượng lịch sử và cái danh dự của quốc gia, thì còn có quyền lợi về tiền tội những cái vấn đề dưới đất nữa. Thì vấn đề của dầu hỏa hiện nay thì nó lại xuống, thành ra người ta cũng không tha thiết. Nhưng mà những quốc gia, những cái nước giờ, những cái công ty dầu hỏa bây giờ thì nó đang bị khó khăn lắm. Thành ra bây giờ quốc hội đưa ra một cái đạo luật, mà cái đạo luật đó sẽ cung cấp cho những các giúp đỡ cho các công ty dầu hỏa. Thì trong đạo luật đó có thể nói rõ ràng rằng là nếu mà các anh đặt ưu tiên cho những nước nào, những cái nước nào đấy, đây cho những cái vùng nào mà nếu mà công ty bị khai thác thì sẽ ủng hộ cái vùng đó mạnh hơn. Thì nếu mà có cái đạo luật như vậy đó thì chúng ta thấy là rõ ràng là Mỹ có thể muốn tìm cách là ủng hộ cho những nước khai thác ở cái vùng đất, vùng đảo mà thuộc là chứng tỏ trọng quyền của mình được luật pháp quốc tế công nhận. Thì ngoài cả hai cái như là hai cái kỳ vọng tìm là đi tuần tra rất nhiều và cộng tác với các nước để cùng tuần tra và theo dõi, nhất là những trường hợp như Hải Dương 8 là trước kia không làm thì bây giờ cứ theo dõi đó. Thế còn cũng như là Trung Quốc theo dõi tàu Mỹ thì Mỹ cũng có quyền theo dõi, cứ đi làm vở như vậy. Và thứ hai là cái vọng tìm thứ hai là cái đạo luật này sẽ đặt ưu tiên cho những cái công ty dầu hỏa nào mà họ khai thác những vùng chiến lược mà Mỹ cho rằng quan trọng và thuộc cái theo đúng luật pháp của quốc tế. Vâng, cảm ơn giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng. Có câu hỏi đặt ra với ông giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng đấy, tức là nếu như bây giờ mà Trung Quốc tiến hành tấn công vào chẳng hạn như là Trường Sa hay là vào Đài Loan, thì bây giờ thì Mỹ có thể có cái động thái như thế nào, hoặc là có thể có những cái phản ứng, các cái hệ lụy như nào ở trong khu vực? Xin mời giáo sư. Về phương diện Đài Loan này, chúng ta thấy gần đây là tôi có cảm tưởng như là cái gọi là China Lobby ngày xưa đó, hoạt động mạnh trở lại. Tôi thấy có rất nhiều bài của học giả Mỹ rất là cảnh cáo Trung Quốc về vấn đề Đài Loan và nói là nếu có gì thì Mỹ chắc chắn phải can thiệp. Trường hợp mà Mỹ tấn công vào Đài Loan, Trung Quốc tấn công vào Đài Loan thì phải có hai yếu tố xảy ra. Thứ nhất là Đài Loan không yếu và sẽ bị thiệt hại rất nhiều. Và thứ hai là cái chuyện mà Mỹ can thiệp thì gần như là chắc chắn. Thế còn bây giờ nếu mà Trung Quốc là tấn công vào Trường Sa đó, nếu tấn công Việt Nam thì nó khác. Nó là một nước tấn công vào nước Việt thì nó không còn như thời năm 1979 nữa. Bây giờ nó trở thành quốc tế rồi. Việt Nam là một quốc gia rất là quan trọng trên thực tế. Và có tiếng nói trong nhiều diễn đàn thì chuyện đó là sẽ đưa ra Liên Hợp Quốc Hội đồng Bảo an ngay lập tức. Thế thì vì thế cho nên nếu mà tấn công Đức chẳng hạn, nhưng mà nếu mà tấn công Trường Sa đó thì tôi không biết
rằng là Mỹ sẽ hành động ra sao. Đã sẽ đặt một cái chuyện rất là khó khăn cho Mỹ. Nhưng mà tôi nghĩ là Trung Quốc, ngay cả những nhà chiến lược gia Trung Quốc không muốn có chiến tranh với Mỹ bây giờ. Họ đương tạo ra một cái thế áp đảo ở cái Biển Đông, nhưng mà họ nghĩ là không thể thắng được. Nhưng mà dĩ nhiên là có một vài ông tướng tàu thì nói là có thể thắng được, là vì Mỹ nó nhát lắm, chỉ đánh tầm, đội đánh đội hai cái tàu rồi cái là sân bay của nó là nó chạy trốn à. Nhưng mà đó là chỉ lời nói mấy ông tướng nói hung hăng thôi. Nhưng mà trên nguyên tắc thì Trung Quốc hiện nay về tương quan chiến lược lực lượng thì áp đảo các nước nhỏ Biển Đông và tương đối mạnh hơn ngày xưa, nhưng mà không nghĩa là họ chiến thắng trong chiến tranh, vì thế cho nên họ sẽ không có gây ra những chiến tranh nhau. Nhưng mà những cái thực vì thế từ xưa đó, chính sách của họ là tầm ngân gửi, họ cứ từ từ từng bước nó chỉ gậm nhấm thôi, nhưng mà nó không tạo ra những khủng hoảng để người ta có thể đưa ra chiến tranh hoặc đưa ra Hội đồng Bảo an. Thành ra vì thế cho tôi thấy rằng là Trung Quốc sẽ không có những hành động bất cẩn, bất thiện lợi họ, nhưng họ cứ từ từ nó canh dừng những cái chuyện này. Là thí dụ như cái vụ mà đặt hai tên đảo là cái tên là gọi là có tính cách hoàn toàn, có tính cách biểu tượng rất nhiều. Họ nói cho mọi người cứ quen đi dần đi, thì Tam Sa, Nam Sa, Tây Sa, Tây Sa nó quen đi thì nó thành ra của Trung Quốc. Nhưng mà họ chưa có động thái rõ rệt để họ làm những cái chuyện đó. Thành ra họ làm những vì thế cho nên chúng ta thấy, tôi nghĩ là trong tương lai gần đó, thì cái chuyện mà tranh chấp giữa Trung Quốc và Mỹ không xảy ra, bởi vì Trung Quốc không làm quá để buộc Mỹ phải can thiệp. Ngoài ra đó, có một cái nguy hiểm là nếu mà thực sự tàu Mỹ cứ đi can thiệp, cứ đi theo dõi như vậy đó, thì dĩ nhiên là hai bên phải có theo một luật rõ rệt là đừng có đụng chạm với nhau, bởi vì nếu không thì đụng chạm dễ dàng và đụng chạm nhỏ thì nó sẽ gây chiến tranh. Một trường hợp thì chúng ta thấy là ở trong về cái vùng gọi là Middle East, là vùng Trung Đông đó, thì có tranh chấp với lại Iran, thì ông tổng thống ông đã nói rõ là ông cho phép, tức là các ông bảo nếu mà Iran lôi thôi thì cho phép destroy, bắn diệt luôn những cái tàu của đó. Thì cái ông chưa ra lệnh ở trong vùng này, nhưng mà ít nhất là tôi thấy cách đây cũng vài năm, ít nhất 1-2 năm đó, thì ông có nói là ông muốn nghe những cái tướng ở cái địa phương đó, những cái tướng gọi là chiến trường đấy, họ có nhiều flexibility, có nhiều cái quyền chuyển hơn để tự quyết định. Thì cái căn cứ của điều này đấy, thì chúng ta thấy có thể là cái triển vọng là chiến tranh gì cố tình thì không có, mà chiến tranh by accident là nghĩa là tính lầm hay là do cái tai nạn nào đó đấy, thì cũng có thể xảy ra, đến trường hợp để xảy ra. Vâng, xin cảm ơn ông Mạnh Hùng. Bây giờ thì chúng tôi có một câu hỏi của quý vị tên là Hoàng Lê Đình ở đây nói là Việt Nam có nên từ bỏ chính sách không liên minh quân sự để mà liên minh với một nước đủ mạnh để mà đối trọng với Trung Quốc hay không? Xin mời giáo sư Ngô Vinh Long. Vâng, tôi nghĩ Việt Nam không nên liên minh với một nước mạnh, nhất là liên minh với Mỹ. Tăng cường sự hợp tác về an ninh với Mỹ là tốt, nhưng mà liên minh sẽ cho Trung Quốc có cái cớ để mà nó làm áp lực Việt Nam đủ mọi việc. Chúng ta phải nên nghĩ rằng là ngoài Biển Đông còn đất liền nữa, mà đất liền thì về vấn đề quân sự, về kinh tế vân vân nó rất là lớn. Trung Quốc có thế lực để mà đánh Việt Nam theo cái lối gọng kìm. Thành ra là Việt Nam nên suy nghĩ chín chắn trong cái vấn đề có liên minh hay là không. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là củng cố an ninh của mình bằng cách tăng cường sự hợp tác với các nước trong khu vực và Mỹ hay là Úc là vấn đề tốt thôi. Vâng. Thế nhưng nếu như mà Trung Quốc lại có hành vi lấn tới chẳng hạn, họ có thể làm một cái sự kiện như là Gạc Ma 1988 chẳng hạn đấy, họ làm như thế thì khi bây giờ thì theo giáo sư Việt Nam cần phải làm gì? Thì Việt Nam phải hô hoán lên thôi, phải gọi các nước là bảo vệ an ninh chung. Cái vấn đề liên minh là cái vấn đề xưa rồi, ví dụ chẳng hạn như là liên minh với Philippines hay là liên minh ở Mỹ, liên minh với Philippines hay là liên minh với Đài Loan hay là Hàn Quốc, là cái lúc đó là cái thời chiến tranh lạnh. Bây giờ cái thời nó đã đi qua rồi,
có thể là trong tương lai xa thì có thể trở lại, nhưng mà bây giờ là đi đến vấn đề liên minh đó, tôi nghĩ rất là nguy hiểm. Vâng, xin cảm ơn giáo sư Vũ Anh Long. Thế còn giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng từ Đại học George Mason thì nghĩ sao, ông có đồng ý với cả ông Vũ Anh Long không, hay là ông không đồng ý hay như nào? Tôi nghĩ là Việt Nam cái giải pháp là liên minh quân sự của nước nào để chống với Mỹ thì là giải pháp cái không thực tiễn. Lý do là thế này, vấn đề là nếu Việt Nam muốn liên minh thì liên minh với ai? Thì ở các quốc gia Đông Nam Á thì không ai muốn liên minh với Việt Nam cả. Những nước lớn như Ấn Độ thì cứ theo chính sách lờ mờ trung lập, có thể hiện nay là đã hơi chống Trung Quốc một chút, nhưng mà truyền thống của ông Ấn Độ là cứ đứng ngoài diễn thuyết về moral cho người khác thôi, chứ không dính đáng vào. Thế còn ông Nhật ấy, thì hiến pháp rất giới hạn cái việc đó. Thế thành ra những nước mà đáng có thể mà giúp cho Việt Nam ấy, thì ở trong vùng thì không có. Thế cái việc giúp mà thực sự có khả năng mạnh lắm đó là nước Mỹ. Thì nước Mỹ hiện nay là một đồng minh không khả thi. Là bởi vì thứ nhất là trong chính sách nội bộ đối với Trung Quốc thì đã chưa đồng nhất rồi. Điểm thứ hai nữa là ông Mỹ luôn luôn tính toán liên minh đó thì phải có lợi cho ông ấy, tức là hai bên cùng có lợi, tức là nếu mà khi nào mà mình gọi là tích sản thì là liên minh, còn nếu là tiêu sản nó làm cho hại cho mình ấy, thì mình không liên minh nữa. Vì thế cho nên chúng ta thấy là nếu mà ông Mỹ, Việt Nam dùng Mỹ để liên minh để chống với Trung Quốc đó, thì ông Mỹ lại sợ rằng nếu đi trong trường hợp này đó, thì Việt Nam găng lên thì ông Mỹ lại tự nhiên phải đi vào đánh nhau với Trung Quốc, thì ông Mỹ không muốn đi liên minh để phải vì Việt Nam mà đánh nhau với Trung Quốc. Vì thế cho nên tôi thấy là tình hình hiện tại đó, cho thấy là cái giải pháp đó là không phải là giải pháp thực tiễn. Việt Nam cũng không muốn và cũng không ai muốn cái chuyện đó xảy ra cho trong lúc này, trong hoàn cảnh này. Vâng, thế còn một cái câu hỏi nữa đặt ra là đấy, nếu như mà về phía Mỹ là như vậy và cái khả năng liên minh là có thể là như thế như là giáo sư vừa nói, thì còn trong khu vực thì khối ASEAN ấy, thì được cho là một số vấn đề đây nó được cho là một cái diễn đàn, có người cho rằng đây là một diễn đàn nhiều hơn, chứ còn nó cái chuyện mà ủng hộ Việt Nam ở trong đó đấy, trong vấn đề về Biển Đông rồi thì Hoàng Sa Trường Sa cũng như một số nước khác nữa liên quan đấy, thì mình cho là không có gì không yếu, có thể là Trung Quốc thậm chí còn lợi dụng vào đó để chia để trị vân vân đấy. Thế thì trong cái bối cảnh mà như thế thì Việt Nam cần phải như thế nào, làm cái gì, thưa giáo sư? Ở cái bất cứ cái kiểu của ông Trung Quốc làm ấy, thì theo cái quan niệm cái kiểu của người ta thường nói might make right, là sức mạnh làm ra quyền lợi, tức là ông ấy không cần là tiếng pháp nhưng mà ông cứ dùng sức mạnh của ông ấy lấn áp dần dần, và chính sách của ông ấy là rất là khôn khéo. Thế bây giờ về vấn đề là trong thực tế đó, thì bất cứ luật pháp nào đó, cũng phải back up được bằng sức mạnh, thành ra phải có một tương quan lực lượng tốt đẹp nào, thuận lợi nào thì mới có thể căn chặn từ Trung Quốc. Thành ra nói tóm lại là cái quan điểm là tương quan lực lượng, và tương quan lực lượng thì cái nước mà có độ thể đối trọng nhất với Trung Quốc thì là Mỹ, và Mỹ hiện nay thì ở trong cái rắc rối đó. Về thí dụ trong một cái gọi là thí dụ theoretically đó, tức là lý thuyết thôi, thí dụ là bây giờ về phương diện chiến lược Mỹ thấy Việt Nam là quan trọng và Mỹ có cần được cái đó, thì thật sự là cái Việt Nam có thể vận dụng cái khối Đông Nam Á với điều kiện là khối đó thuần nhất. Thì cái hai cái đó tương tác với nhau. Nếu mà khối Đông Nam Á thuần nhất cùng cố gắng chống với Trung Quốc thì lại giúp cho Mỹ can thiệp nhiều hơn và can dự nhiều hơn. Ngược lại, Mỹ càng can thiệp ít hơn thì các quốc gia kia càng chia rẽ hơn, là bởi vì họ phải tính rằng là nếu mà Trung Quốc trở thành một lực lượng trội yếu cái vùng khu vực đó, thì nếu mà Mỹ không giúp họ thì họ phải tìm cách thích ứng với một quốc gia nó lớn hơn mình. Thì đó là lý do hiện nay mà chúng ta thấy là các quốc gia mà nó không có quyền lợi thiết thực ở Biển Đông đó, thì là nó tìm cách, nó rón rén, nó đi dây, nó tìm cách để nó, và sợ là nếu anh Mỹ tiến thì tôi tiến theo, anh lùi thì tôi phải ắt tới với Trung Quốc. Thành ra chúng thấy cái hai yếu tố đó là để ý, thứ nhất là cái sự đoàn kết Đông Nam Á, và thứ hai cái sự can thiệp của Mỹ, là can dự của Mỹ, thì hai cái đó, nó có tác dụng hỗ trợ với nhau, thì nếu vận dụng thì phải vận dụng hai cái thứ đó. Và trong trường hợp mà Đông Nam Á mà theo cái giải pháp gọi là, tức là tôi không muốn giảng giải cho ai hết, tôi chỉ đề nghị tại ông hỏi tôi phải nói thôi. Thì trong cái trường hợp mà Đông Nam Á đó, là 10 nước như thế mà theo nguyên tắc đồng thuận thì không bao giờ làm được cái gì lớn cả. Đồng thuận đó, là nó chỉ đưa đến cái quyết định có tính cách mẫu số chung nhỏ nhất, cái mà ít người chống đối đó thôi. Còn nên vì thế phải có quyết liệt.
Thì thành ra đó, nếu mà muốn vận động cái đó thì dĩ nhiên là phải vận động một cái khối nào đó nó trở thành thúc đẩy những cái nước quan trọng mà nó đẩy, thì những nước đó có quyền lợi chung thì có thể nên vận dụng những cái nước có quyền lợi chung đó. Và một trong những nước rất quan trọng mà tôi nghĩ là khó lôi họ vào là nước Nam Dương, bởi Indonesia đó. Indonesia là nước rất mạnh, đông dân lắm, nhưng mà nếu họ mà có quan tâm đến đấy thì tốt hơn. Nhưng mà theo ước tính của tôi thì Indonesia có cái đường lối riêng của họ, khó cơ là thì chỉ còn vài nước nhỏ thôi, Philippines, Mã Lai, Việt Nam là những nước có cái quan hệ về cái lợi đó. Thì trên lý thuyết thì nên vận động những đó, và nhất là vận động cả Singapore. Nhưng mà Singapore phải hiểu cho họ là họ có thể gọi như cái brain, cái đầu óc của cái ASEAN, và họ có cái thế lực quốc tế nó lớn hơn là cái sức mạnh của họ, sức mạnh quân sự của họ. Thế thành ra nếu mà họ có thì nó, nếu có sự ủng hộ thêm của Singapore, nó tạo thêm prestige, nó tạo thêm cái sức mạnh quốc tế, quyền lợi mềm của họ. Thế thành ra như vẫn như nó vận động. Nhưng mà chúng ta thấy mỗi nước họ có cái quyền lợi riêng của họ, cho nên là về lý thuyết ấy, thì nên vận động. Nhưng mà về về thực tiễn ấy, thì tôi thấy là cái cuộc vận động đó rất là khó khăn, rất là khó khăn. Vâng, có một cái bình luận của một quý vị ở đây ấy, thì nói rằng là nếu Việt Nam mà không liên minh với các cường quốc chỉ có con đường chết, thì giáo sư Hùng có đồng ý hay không? Tôi đã trả lời câu nói là liên minh với họ, họ có liên minh mình không, thì câu trả lời của tôi là hiện nay thì không ai muốn liên minh với Việt Nam, và Việt Nam cũng không có dại gì mà đi tìm một liên minh, mà một liên minh là không khả tín để mình lại bị đánh vỡ đầu ra. Vâng, cảm ơn giáo sư Hùng. Thưa giáo sư Ngô Vĩnh Long, thế còn về cái vấn đề của Trung Quốc lần này đang làm trên Biển Đông ấy, thì cũng có rất nhiều câu hỏi họ đặt ra. Họ hỏi là không biết là Trung Quốc họ tự tin đến mức như nào mà bây giờ họ có cái từ trong ngoặc kép, tức là họ gây chuyện với một lúc mấy nước liền ở trong ASEAN, thậm chí là có động thái ở phía trên cả biển, phía gần Nhật Bản nữa, rồi eo biển Đài Loan, rồi xuống Biển Đông, biển Nam Biển Đông nữa. Thế thì không biết là Trung Quốc có tự tin quá hay không, cái hành động này có rủi ro, gây rủi ro gì cho chính Trung Quốc hay không, và thứ hai là qua cái chuyện Covid đã đành, trong bối cảnh Covid như thế thì cái việc này nó làm cái hình ảnh của Trung Quốc như thế nào, rồi cái sức mạnh mềm của Trung Quốc ra làm sao? Xin mời giáo sư bình luận. Tôi nghĩ ở đây là có nhiều lý do mà Trung Quốc làm cái chuyện vừa 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 rồi hiện nay. Trước hết là cái vấn đề COVID-19 đã làm cho nhân dân ở trong Trung Quốc họ bất mãn chính quyền của họ rất là nhiều, cho nên là Tập Cận Bình hay là một số người khác là muốn đẩy cái vấn đề này ra rồi khỏi ở ngoài nước để chúng ta chú ý những chuyện khác và không chú ý đến những cái vấn đề mà chính phủ của họ đã làm sai trái ở trong nước. Vấn đề thứ hai là họ cũng có thể là lợi dụng trong nước, trong khi khi các nước khác đang khó khăn, đang phải đương đầu với cái hoành hành của COVID-19 để mà họ làm cái chuyện vừa qua. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là như là người Mỹ nói là họ họ cắn một cái miếng rất là lớn mà họ không có thể nuốt trôi được. Rõ ràng như chúng ta mới vừa trình bày là có bao nhiêu phản ứng không những ở trong khu vực và mà ở nước ngoài nữa, cho nên tôi nghĩ là Trung Quốc chỉ phô trương thế thôi, nhưng mà tôi nghĩ rằng là không 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 nguy hiểm lắm. Vâng, Và tôi xin nói thêm rằng chúng ta phải dùng cái cơ hội này để mà vận động, để mà thúc đẩy các cái nước khác ủng hộ Việt Nam thêm, đặc biệt là cho an ninh ở trong khu vực. Có cái tiếng nói là tốt, không cần tiếng nói nhiều người. Nếu mà chúng ta có tiếng nói sự ủng hộ như chúng ta đã vừa có của Philippines, của Mã Lai, và dễ nhiên là chưa có của Indonesia, nhưng mà có cái tiếng nói chung như vậy là cũng là một cái sự gây chú ý vào cho các nước khác trên thế giới. xin cảm ơn giáo sư Ngô Minh Long. Và bây giờ thì cũng đến tới cái phần gần cuối, gần kết thúc của chương trình này đấy, thì chúng tôi có một cái câu hỏi cho giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng từ Đại học George Mason. Vâng, thì vừa rồi thì giáo sư Ngô Minh Long cũng cho rằng là cái Trung Quốc là có cái phô trương
chính. Và ông dẫn một câu nói rằng là Trung Quốc đang gọi là có một cái miếng lớn nhưng mà có thể cắn nhưng mà nuốt không trôi, thì giáo sư Nguyễn Anh Hùng bình luận sao, ông có đồng ý không? Tôi nghĩ hành động mà tôi không nghe rõ hết cả những cái tất cả những cái điều của ông giáo sư Long nói thì ngày tôi cũng có dám phê bình hay là có ý kiến gì cả. Nhưng ý kiến riêng tôi mà cái câu hỏi của ông ấy là Trung Quốc làm sao mà lại là tấn công cả mọi nước ấy, thì tôi nghĩ là cái đó không phải tấn công, đó hành động là Mỹ nó gọi là probing, thử thôi, thử tới càng ngày càng căng thẳng, dấn đi, càng dấn lên để xem Mỹ ra sao. Nhất là rồi giai đoạn này là có cái hai yếu tố nó xảy ra. Thứ nhất là cái vấn đề Covid nó làm cho mọi nước phải chú trọng đến việc giải quyết của nước mình, cho nên không để ý đến cái chuyện nước khác được, trừ khi nó ảnh hưởng trực tiếp đến bên mình. Thế còn cái nước lớn nhất mà Trung Quốc sợ thì là bây giờ thì trên quan điểm của Mỹ Vâng. cũng chẳng có nhất quá Tôi xin lỗi quý vị là lên. chúng tôi có một cái trục trặc về cái âm thanh. Không biết là giáo sư Hùng có nghe được không ạ? Tôi thì tôi nghe được. Vâng, xin mời giáo sư nói tiếp ạ. Ừ, thì con tiếp tục cái câu đó phải Vâng, không giáo ạ? sư nhắc lại Thì câu câu vừa mới nói. Xin giáo sư nhắc lại câu vừa nói. tôi nhắc lại là cái vấn đề là Trung Quốc lợi dụng cái thời cơ, mọi nước đương phải tập trung vào việc đối phó với cái vị Covid dịch dịch cúm này đặc biệt này, thành ra lợi dụng cái thời cơ đó. Nhưng ảnh hưởng cái chuyện mà cung cứ làm chỉ có tính cách probing, tức là thử thách thăm dò thôi, chứ không phải chỉ làm áp lực thôi để xem nó làm sao thôi. Thế bởi đây là cái thời cơ Trung Quốc rất tốt, là vừa những thứ nhất là cái các nước đều quan tâm đến cái việc phải giải quyết vấn đề dịch dịch cúm của mình. Thì thứ hai nữa là về bên Mỹ thì hiện nay đương vì nhu cầu tranh cử thì sẽ không có cái hành động có tính cách dứt khoát được cả. Thế thành ra vì thế cho nên ấy, là chúng ta thấy là nó probing để xem người ta hành tìm cách, tức là probing cả nước nhỏ lẫn nước lớn để xem những nước nhỏ hành động ra sao và những nước lớn hành động ra sao. Thì nếu mà không có thì nó lùi, tức là chiêu chứng cách của người Trung Quốc là mềm nắn rắn vuông, mềm thì tôi tiến tới, rắn đấy thì tôi lùi. Thì thành ra vì thế đấy, có lẽ là theo ông Dương Xuân nói là nếu mà chống tất cả mọi nước thì là miếng rất khó trôi, không thể làm được. Và tôi không nghĩ là họ tính cách như vậy, họ chỉ thử thôi, họ probing thôi, họ được cái gì là hay cái đó, anh nào yếu hơn nhường nó là nó lấy, thế thôi. Vâng, và giáo sư nhận xét thế nào đấy về cái phản ứng của các nước có liên quan ở trong khu vực cũng như là phương Tây, đặc biệt là Mỹ, rồi thì Việt Nam trong đó, thì đã phản ứng mạnh chưa, đủ hiệu quả chưa hay thế nào? Có những triệu chứng tích cực hơn nhưng mà không có đủ mạnh. Như tôi nói phải có những hành động cụ thể, mà cái hành động cụ thể nhất mà tôi nghĩ là nếu muốn xảy ra thì là tốt đấy, là nếu Mỹ tiếp tục tuần tra. Và trong cái cuộc tuần tra là thế này này, cái tàu dù rằng tuần tra riêng không đủ, nhưng mà khi nào cái tàu hải dương nó đi vào những cái vùng mà gọi là luật pháp quốc tế không cho phép, dĩ nhiên là không, không phải chủ quyền của nó, chứ không phải bởi vì nó có quyền đi gọi là peaceful transit, tức là nó đi một cách hòa bình ở trong những cái vùng biển kia thì đúng đó có quyền đó. Nhưng mà nó đi vào những vùng nào mà nó có thể peaceful transit nhưng mà nó có thể là những vùng đó thuộc về những chủ quyền của nước khác, thì tôi nghĩ là nếu mà Mỹ cứ đi theo dõi cùng với nước khác, ví dụ như trường hợp như là trường hợp Hải Dương đi vào gần Việt Nam thì tàu Việt Nam theo dõi và tàu Mỹ cũng theo dõi, đi vào gần Mã Lai thì Mã Lai theo dõi, tàu Mỹ theo dõi, thì tôi nghĩ những cái đó là những cái, nếu mà làm được cái đó đó thì là một cái biểu tượng tương đối có tính cách tích cực. Chúng tôi xin được cảm ơn hai giáo sư, là giáo sư Nguyễn Anh Hùng từ đại học George Mason và giáo sư Ngô Vĩnh Long từ đại học Maine của Hoa Kỳ đã tham gia bình luận và phân tích. Xin cảm ơn các quý vị khán giả của VTC Việt ngữ đấy đã quan tâm theo dõi cũng như là gửi bình luận cho chương trình. Xin đa tạ các quý vị một lần nữa đấy, và xin hẹn gặp lại trong các chương trình sau.